Phước Yên xin chào quý khán giả và bà con cô bác. Hôm nay Phước Yên xin giới thiệu đến quý khán giả và bà con cô bác toàn cảnh phường 15 quận 8, đoạn từ cầu số 3 đến chợ Rạch Cát, hay còn gọi là chợ Sáng. Phước Yên đang đi qua chợ Quảng Nguyên. Đây là cầu số 3. Ngày xưa đi qua khu vực này là cây cầu sắt có hình chữ U. Phía bên trái là nhà thờ. Đây là đường Mễ Cốc. Bên phải hiện đang xây dựng bờ kè. Ngày xưa, khu vực này bị ngập nước rất nặng. Hiện nay, khi thủy triều dâng, mực nước cao hơn so với mặt đường. Bên trái là chùa Quan Âm. Khu vực này gọi là khu Mễ Cốc, là một ốc đảo. Muốn đi qua các khu vực khác, phải đi qua cầu hoặc đi qua phà. Bên trái là đường Mai Hắc Đế và trường tiểu học Lưu Hữu Phước. Nhìn bên bờ sông đối diện là bến Phú Định. Rẽ trái là đi vào đường Rạch Cát. Phía trước là cầu Nhà Thương. Khu vực này đi phà qua chợ Bình Điền rất gần.
Đây là chợ Rạch Cát, hay còn gọi là chợ sáng, vì chợ chủ yếu là bán vào buổi sáng. Khi rẽ vào chợ là thuộc đường Lưu Hữu Phước. Tốc nước không đổ lông chị, tăng đi chị, xe mình sẽ có chị. Rẽ phải là đi phà Rạch Cát sau, qua đường Phạm Thế Hiển, thuộc phường 7, quận 8. Phía trước là bến xe buýt số 46, đi từ quận 8 qua quận 4. Rẽ trái là đường Rạch Cát. Rẽ trái là đường Mai Hắc Đế. Rẽ phải là đi phà Hội Đồng qua đường Phạm Thế Hiển, thuộc phường 7, quận 8. Bên trái là trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm. Bên trái là phường Đội, phường 15, quận 8. Đây là đường Bình Đức.
Bên trái là nhà thờ. Đây là đường Mai Hắc Đế. Đây là chợ chiều vì chủ yếu bán vào buổi chiều. Đây là chợ tự phát. Đây là đường Rạch Cát. Đi đường Rạch Cát qua cầu Nhà Thương là qua bến Phú Định thuộc phường 16 quận 8. Đi thẳng là qua bến Phú Định, rẽ phải là đi vào đường Mễ Cốc. Đây là đường Lê Thành Phương.
Đây là hồ điều tiết nước sử dụng để chống ngập tại phường 15, quận 8. Phước Yên đã giới thiệu đến quý khán giả và bà con cô bác toàn cảnh phường 15 quận 8, đoạn từ cầu số 3 đến chợ Rạch Cát hay còn gọi là chợ Sáng. Quý khán giả và bà con cô bác yêu mến kênh Phước Yên, xin vui lòng đăng ký và nhấn chuông để xem những video tiếp theo. Phước Yên xin chúc quý khán giả và bà con cô bác luôn mạnh khỏe. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.